Đây là chiếc máy xúc siêu to khổng lồ Hitachi. Con này gầu một khối các bạn nhé. Con này X300. Các bạn cùng với tôi thử lên trên cabin của nó xem nó. Ui à, to. Ngồi từ trên cabin nhìn xuống nó quá là khủng khiếp các bạn nhé. Phải chờ một lát nữa thì đông xe thì chiếc máy xúc này mới khởi động. Các bạn có thể thấy hệ thống lái của con này cũng rất là to nhé. Qua em chạy theo món ông
ngoài thấy chiếc xe chở rất là đầy. Một chiếc xe nằm trong top những chiếc xe to nhất khu vực gì các bạn nhé. Thank you.
bạn có thể thấy chiếc xe rất là tuyệt vời, cực mạnh mẽ các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video, rồi là hành trình vô cùng tuyệt vời của bác tài xế công nông bánh tự chế chở 4 khối cát các bạn nhé. Đây là cát salon, cát phù sa để cải tạo cái mặt ruộng.